Chào mừng các bạn đến trên đồ của mình, và mình là Chuy Green. Chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Dynamo Go nhé. Thì hôm nay chúng ta đã ra điểm Dynamo Go đã ra một map mới, đó chính là Chinese Festival, gọi là lễ hội Trung Quốc. Ok, thì giờ muốn mở ra thì chúng ta sẽ phải làm điểm là một là 150 thì mình có hết vàng thì mình sẽ quay trở lại sau. Let's go. Nhìn cái map này ở chưa ra hết. Mà nhìn map này đẹp thật sự á, đùa. Chào mừng đến với làng Trung Quốc. Tên tôi là Mylin. Mylin. Ok. Là Mai Linh hả? Ừ. À gì à? Làng chúng tôi có cái gì à? Có một cái lễ hội Trung Quốc. Ta chuẩn bị cho một cái lễ hội Trung Quốc. Và chúng ta phải đập nó phát nữa. Rồi thích lễ hội gì lễ hội? Chúng ta đang chuẩn bị cho một cái lễ hội. Ừ. Mình nhìn cái map này đẹp nha, không phải đùa đâu. Đánh giá game. Làm giá với cái map gần đây của game khá là ok. Rất là tốt. Sắp tới mà làm thêm của Nhật Bản hay là của mấy nước khác nữa thì quá tuyệt vời. Ừ. Ok. Quá nhanh lâu quá. Đây dùng này đi, quất nhanh lâu quá. Quá má nó cấp 35 mình lâu quá sướng. Kệ đấy. Kệ nó tiếp đi. Giờ một lần trong năm chúng tôi sẽ có một con Dynamo điện thoại sẽ xuất hiện ở trong trong cái lễ hội Trung Quốc này. Quên đất ai chết, ta nghe cái gì cơ, cái gì mà con Dynamo điện thoại. Lại thằng cha này hả, đi đâu cũng gặp nó có vài vậy. Giờ ta sẽ giữ mọi người ở trong lặng thật là bận rộn phải không, trong khi ta sẽ tìm ra cái đền thờ Trung Quốc. Cái đền thờ của Trung Quốc. Lâu lâu vài từ lâu mình không nhìn thấy, mình quên mẹ hết. Không sao. Ok, không chết luôn đã, đuổi con ý mày mạnh vãi cái đấy. Nếu mà khi nào mà đánh với Manifestos này thì ta cứ dùng hệ lửa thôi, vì là kiểu gì nó cũng dùng con ní mày. Ní mày là ní huyền thoại của nó mà, bắt ở trong cái gì cho nó panel. Ok, gần đi rồi. Rồi, xong mà đi fan tốt. Hôm nay mình sẽ cố gắng hoàn thành cái này nhanh để có thể đăng video sớm. Rider, cậu biết là cậu cần phải làm gì đâu chứ? Ừ, tao biết rồi, sếp, tôi sẽ... Yeah, tôi sẽ theo dõi cái kế hoạch của ông, ok. Một người trong làng đang chuẩn bị cho cái gì ở cái bữa ăn gia đình. Đó là cái bữa ăn tối của gia đình ấy, truyền thống đấy. Tôi sẽ làm một chút mì tôm cho bữa tối. Ừ, cho bữa tối ở đây. Không phải mì tôm mà nó gọi là bún nồi. Bún nồi chứ không phải mì. Mà bún chứ phải mì, mình đang nhầm. Noodle. Gì à, do là mình kiểu ăn cũng khá nhiều mì tôm nên ra là cũng hơi bị nghị tí rồi. Hơi bị nghị mì tôm tí rồi đấy. Tuy nhiên thì bây giờ mình đã hạn chế ăn mì tôm rồi. Cái mặt mình giờ như cái chảo dầu ấy. Đúng mà. Thế là không ăn được mì tôm nữa. Thế biết khổ Ok. Noodle của các người sẽ là của tôi. Ôi không, các rider đã ăn trộm hết bún của tôi rồi kìa. Hết bún mà tôi đã làm cho bữa tối rồi. Cứt. Cậu có thể giúp tôi lấy lại số bún đấy được không? Ok. Má, có một tí bún mà đúng mà nó còn trộm nữa, sợ là. Gì à, cậu đã tìm ra số 4 này sao? Đúng rồi đấy, đưa 4 này đúng mẹ mày. Có mỗi tí 4 mà mày cũng trộm người ta nữa. Mày có còn là con người không? Ừ. 4 của ông ta nữa. Hổ thật. Ây à, lâu quá. Nó coi tại sao mà mình không không mua cái gì à? Cái vô hạn máu cho nó nhanh thì do là mình không nạp được. Mấy mình bị con mẹ đấy, mình không nạp được. Thế là mình cũng bó tay. Nên ra là cái gì liên quan đến nạp tiền là mình bó tay, không làm được gì hết. Khổ thật. Mình cũng có nhiều video, có ý tưởng để làm video các bạn lắm, nhưng mà kiểu không không làm được ấy. Và không nạp tiền được. Không nạp tiền được đây cũng hơi khó. Ok, đây là tôi muốn thôi. Cậu may mắn trong thời gian kìa. Cậu may mắn lần này thôi. Ok. Chưa biết ai may mắn đâu. Tại sao mà các rider lại cướp bún của chúng tôi? Chắc là bọn nó thích ăn đấy.
Chào chào ơi, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tôi. Ok. Ừ. Ừ. Nó thật là một sự đáng tin cậy. Gì à? Cái đền thờ Trung Quốc nó ở đâu? Tôi không tìm nó ở bất cứ nơi đâu hết. Đền thờ Trung Quốc đã được bảo vệ bởi các kỵ sĩ Trung Quốc rồi. Không ai có thể được tiến vào được nó đâu. Ừ. Cậu muốn biết nó cậu biết nó như thế nào thì hãy xem đến hết câu chuyện và trở lại từ sau nhé. Ok. Ok, nói chung là chúng ta sẽ phải chờ đến tuần sau để biết được cái diễn biến tiếp theo. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.